tôi tuyệt tử, không thể mang thai được. Ngụy Ngữ Hiền phải không? Chúc mừng em mang thai rồi, và còn là song thai nữa. Tôi tuyệt tử, không thể mang thai được. Theo như hình ảnh siêu âm, đứa trẻ vẫn chưa ổn định, có dấu hiệu sảy thai bất cứ lúc nào. Dạo này không thể, có sự biến động cảm xúc lớn, càng không thể chịu va chạm mạnh. Bệnh nhân của bệnh viện ngày càng nhiều, vất vả. Gì vậy, chẳng phải cô gái ngủ một đêm với Huyền gia sao? Cô có bệnh, tôi không có bệnh. Vậy đến khoa phụ sản làm gì? Không ngờ trông có vẻ trung thực. Hừ, lại mắc loại bệnh dơ bẩn này. Tôi đã nói tôi không có bệnh, anh đừng vu khống tôi ở đây. Ngay bây giờ đi kiểm tra với tôi, nếu cô dám truyền bệnh cho anh ấy, tôi khiến cô biến mất khỏi kinh thành, buông tay. Nếu còn quấy rối tôi sẽ báo cảnh sát. Tra hồ sơ bệnh của cô gái này, ngay lập tức. Vâng Lâm Tổng. Con trai à, phải gấp rút chuyện này. Huyền gia. Cô gái tháng trước đó, cô ta đã mang thai. Mang thai rồi. Cho tôi xem. Sao có thể? Phó gia từ thời ông cố, đã khó khăn trong việc sinh con. Cha anh 50 tuổi, mới có con. Chuyện này, lão phu nhân nhắc, đến 800 lần rồi. Vậy những trò đùa tầm thường này, nghĩ tôi sẽ tin sao? Anh không tin, tự xem đi, một đêm thôi, để một cô gái mang song thai. Anh quả thật lợi hại, một lúc có hai đứa con, thật là tuyệt vời. Con trai, đây là huyết thống của phó gia, tuyệt đối không thể bị bỏ rơi, còn nữa, không thể bạc đãi cô bé đó. Sau đêm nay, tôi sẽ coi như là một cơn ác mộng. Tôi chỉ cần 5.000. Dùng cho việc học. 5.000 sao, đúng là không biết trả giá. Cho người phụ nữ tối nay, 100 triệu, được rồi Huyền gia. Loại phụ nữ chỉ biết lợi ích như này, không xứng nhận được sự tiếp đãi từ phó gia. Con yêu mẹ từ nhỏ đã sống khổ cực. Mẹ không muốn các con giống mẹ. Mẹ xin lỗi, có lẽ cả đời này, chúng ta không gặp lại nhau. Của hồi môn 500.000 đấy. Ngày mai Vương Què sẽ lấy chị con về, mẹ con mình sắp phát tài rồi. Ha 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 ha. Con không cưới. Nhà này khi nào đến lượt mày quyết định, không cưới cũng phải cưới. Chị tôi gan lớn hơn rồi, dám phản kháng rồi. Được thôi, bây giờ ngay lập tức, đưa cho mẹ 500.000, viết giấy cam kết. Miễn phí mãi mãi. Thì tôi mới đồng ý với chị, tôi không thể kết hôn, nuôi mày lớn bằng này, là để kiếm tiền xính lễ, đừng có tỏ ra thanh cao, con mang thai rồi. Cái gì? Mày mang thai rồi, tiện nhân này, nói mau thằng đàn ông kia là ai, bắt nó bồi thường 500.000, không được, bồi thường 80.000. Bắt nó cưới mày ngay, một xu cũng không được thiếu. Vậy trong mắt các người, tôi chỉ là món hàng, các người muốn bán là bán sao, đừng tỏ vẻ đáng thương với tôi, cô chỉ là hàng rẻ tiền, tên đàn ông kia cũng là thằng rẻ tiền. Đừng nói 80.000, ngay cả 80 tệ cũng không có. Ha ha, thật là vô dụng. Lần đầu tiên mà bán cho loại người hạ đẳng. Ngu ngốc, anh ấy không phải kẻ hạ đẳng. Anh ấy là ba của đứa bé, để người ta lợi dụng không công, còn không chịu thừa nhận. Nói mau, kẻ xấu xa đó là ai? Phó Huyền Nghị. Ha ha ha. Ngụy Ngữ Hiền. Cô chắc là đã mắc chứng điên tình rồi. Biết Phó Huyền Nghị là ai không? Hắn là thái tử của kinh thành này, ngay cả những người nắm quyền ở đế kinh cũng phải nể mặt hắn vài phần. Cô nghĩ xem, hắn để mắt đến cô không? Hắn biết có loại người như cô tồn tại, sẽ phát ói. Tôi sẽ đưa con về. Còn về cô ta, 100 triệu cũng không xứng. Tao nói mày biết, trên thế giới này, chỉ có hai mẹ con tao, là chịu nhìn mày thêm lần nữa. Ờ, đồ tiện nhân không ai thèm, đi theo tao đến bệnh viện, bỏ đứa con này đi, tôi không đi. Không được bỏ, nó là con của tôi. Mày nghĩ mày mang thai vàng hay sao? Đó là đứa con không ai thèm. Có bản lĩnh, để người đàn ông đó đến cứu mẹ con mày đi. Phó Huyền Nghị, anh chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi. Hy vọng người như anh có chút tình người. Cứu tôi. Cứu tôi. Phó Tổng, thẻ ngân hàng tặng cho cô Ngụy chưa bao giờ được sử dụng. Tôi chỉ cần 5.000 đóng học phí. Phó Huyền Nghị, tôi không nợ anh. Đi cứu thiếu phu nhân.
đứa bé trong bụng cô ta còn cần phải tốn tiền. Tôi sẽ tự tay phá thai cho cô. Cô dám đẩy tôi, đáng chết. Cô còn dám đẩy tôi. Đem cô ta trói vào sân, đánh thật mạnh cho mẹ. Tôi chỉ cần 5.000 để đi học. Tôi xin lỗi. Sau tối nay, tôi sẽ coi như đã trải qua một cơn ác mộng. Tôi xin lỗi. Tao sẽ cho mọi người thấy rõ, mày là một người phụ nữ lăng nhăng, mơ mộng viển vông bám vào nhà giàu. Xem sau này mày còn dám không nghe lời không? Tao đánh chết mày, đúng là không biết xấu hổ. Hôm nay, đánh chết đồ không biết xấu hổ này. Con ơi, con của tôi. Đừng đánh nữa, xin đừng đánh nữa mà. Con muốn chạy. Con gái lớn rồi không giữ lại được đâu, cần phải được dạy dỗ. Tình yêu vụng trộm chưa cưới đã có thai, mang thai đứa con thế này, hôm nay nếu không đánh mày sảy thai, tao không phải mẹ mày nữa. Phó Huyền Nghị, rốt cuộc anh có đến không? Sao? Ai dám động đến phó phu nhân? Huyền ra. Anh thật sự đã đến, Huyền ra. Ngài là Huyền ra, sao lại đích thân đến khu ổ chuột này, Huyền ra? Ồ, tôi hiểu rồi, là người phụ nữ này, cô ta vu khống ngài. Nói đứa trẻ trong bụng là của ngài, ha ha, sao có thể như vậy được chứ? Với thân phận của ngài, cô ta không đủ tư cách liếm giày cho ngài. Ha 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 ha. Chị dâu Huyền gia đến đón chị. Anh gọi cô ta là gì? Chị dâu, sao có thể như vậy được? Chuyện gì đang xảy ra? Không thể nào, sao cô có thể với Huyền gia? Huyền gia nghe tôi giải thích. Chúng tôi đùa với chị gái thôi. Đúng, tôi muốn bọn họ trả giá gấp ngàn lần. Mọi người nghe thấy không? Hai người này đánh phu nhân mấy gậy, giờ các người trả lại gấp ngàn lần. Vâng, Huyền gia chúng tôi sai rồi. Hiểu lầm thôi Huyền gia. Đưa cô ấy đi viện. Được. Đi thôi chị dâu. Chào chị dâu, tôi giới thiệu chính thức một chút, tôi tên Lâm Thành Viễn, bạn thân của Huyền gia. Chị dâu, tôi không phải chị dâu các người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu các người không muốn tôi sinh đứa trẻ này, chị dâu đừng kích động mà, chúng tôi chỉ muốn làm xét nghiệm ADN thôi. Các người nghĩ đứa trẻ có vấn đề sao? Nếu đứa trẻ là con của phó gia, Huyền gia sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Viễn, kết quả xét nghiệm đã có rồi. Thật sự của Huyền gia. Kết quả chắc chắn không có vấn đề, tôi đã tự mình giám sát, không có vấn đề, làm tốt lắm, thưởng tháng này sẽ gấp đôi. Đi. Chị dâu, chuẩn bị tận hưởng cuộc sống đi. Đứa trẻ này không thể giữ lại được. Có giữ được hay không? Không phải do chị quyết định. Em chỉ là một học sinh. Đi theo mình chỉ khiến họ chịu khổ mà thôi. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em, đứa trẻ này nhất định phải giữ lại. Chị dâu, huyết mạch phó gia đều trông cậy vào chúng đấy. Từ hôm nay trở đi, em sẽ ở nhà tôi, tất cả ăn mặc đi lại của em, tôi sẽ lo. Ở nhà anh. Đứng ngây ra đó làm gì? Vào đi. Ông chủ ông ngã trở về. Sắp xếp cho cô ấy rửa mặt nghỉ ngơi đi. Vâng, mời cô đi bên này. Ông chủ, cô gái ban nãy, chúng tôi nên gọi cô ấy như thế nào? Phu nhân. Sau này, đối xử với cô ấy như với tôi. Không được lơ là, vâng, phu nhân đang mang thai, cô phù, chú ý nhiều hơn, vâng, tôi sẽ nhắc nhở mọi người. Sau này sẽ chăm sóc cẩn thận hơn. Phu nhân, sau này đây là phòng của cô,
cô xem có gì không hài lòng, có thể nói ra, ở đây rất tốt, tôi rất thích. Cảm ơn cô Phù, những thứ này đều là do ông Huyền sắp xếp. Phu nhân nếu muốn cảm ơn, cũng nên cảm ơn Huyền gia. Phu nhân hãy nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ không làm phiền nữa. Nếu cô cần điều gì, hãy gọi tôi bất cứ lúc nào, hoặc gọi những người hầu khác trong phủ. Được rồi. Thôi nào, điều hòa đắt quá. Chỉ một đêm thôi mà đã mười mấy tệ tiền điện rồi. Dám chịu đi nào, bình tĩnh thì tự khắc sẽ thấy mát mẻ thôi. Ngữ Hiền là một đứa trẻ đáng thương, đúng vậy. Lan có chút nhỏ, chẳng phải do mẹ cô bé hù dọa sao? Cái gì đây? Thế gian còn có những bậc ba mẹ như thế này sao? Không cho con cái đi học thì thôi, còn phải cung phụng cho cậu em trai vô dụng đó nữa. Bây giờ, cô bé là người của Phó gia chúng ta rồi. Từ giờ trở đi, không ai được xem thường con bé, biết không? Mẹ đi xem con bé thế nào? Sao mà nóng thế nhỉ? Thưa bà thì ra máy lạnh không bật, thảo nào nóng thế, thưa bà đều là lỗi của tôi. Đứa trẻ này sao mà chịu đựng giỏi thế? Cô ấy không dám bật máy lạnh, có gì đâu chứ, chỉ là bật cái máy lạnh thôi mà, tốn bao nhiêu tiền đâu. Dù có bật cả ngày, cũng không tốn bao nhiêu tiền, trời nóng thế này, nhìn con bé mà đau lòng, đã đến nhà chúng ta, thì không cần phải sống khổ nữa. Ngữ Hiền, Ngữ Hiền. Đừng sợ, tôi là mẹ của Huyền Nghỉ. Con đừng như vậy, ở nhà thì không cần phải giữ thái độ như thế, con không cần phải lo lắng điều gì cả, cứ yên tâm mà ở lại đây. Còn nữa, có thể con không biết, Phó gia chúng ta từ thời tổ tiên, đã khó có con, bây giờ trong bụng con, đang mang giọt máu của Phó gia chúng ta. Chúng ta sẽ không để con cháu của mình sống lưu, chỉ là trong năm nay. Con sẽ rất vất vả đấy. Không sao đâu. Dọn đến đây ở, chắc chắn sẽ thiếu nhiều thứ đúng không? Lát nữa, mẹ sẽ đưa con đi mua vài thứ về, không cần đâu lão phu nhân, con không thiếu gì cả, quần áo thì luôn cần thêm mà, nghe mẹ đi nào, thật sự không cần đâu lão phu nhân, không cần tốn kém đâu, con ở đây rất tốt, con cũng không thiếu quần áo, ngoan nào đi thôi. Đi theo. Có chuyện gì vậy Ngữ Hiền? Chỉ là một trung tâm mua sắm thôi, ai cũng có thể vào mà, đừng nghĩ nhiều, bây giờ chúng ta bắt đầu đi dạo nhé. Chỉ là một trung tâm mua sắm thôi mà, khách hàng là thượng đế. Đúng rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu mua sắm nào, đi nào. Cái này và cái này không cần, những cái khác tất cả theo kích cỡ của cô ấy, đóng gói, quẹt thẻ, không cần đâu lão phu nhân, nghe lời. Quẹt thẻ thành công tiêu hết 389.000 nhân dân tệ. Đi thôi. Thanh toán tất cả bằng thẻ. Không cần đâu lão phu nhân. Chúng ta đi sang bên kia, xem đồ điện tử đi, không cần mua nhiều quá rồi, đi thôi, điện thoại máy tính bảng laptop, lấy cho tôi loại đắt nhất, thanh toán bằng thẻ. Đi thôi. Ngữ Hiền, phía trước còn một trung tâm mua sắm nữa. Chúng ta đi xem nào, đã tiêu hơn 3 triệu rồi đấy. Còn mua nữa sao, đi nào. Lão phu nhân, cảm ơn bà đã mua cho tôi những món đồ này. Người nhà thì đừng nói cảm ơn nữa. Hơn nữa, hôm nay, Huyền Nghị đã trả tiền giúp con đó. Con nếu muốn cảm ơn, thì cảm ơn Huyền Nghị đi. Cảm ơn ngài, ngài Huyền. Này,
Ngài Huyền là cách gọi của người ngoài, người trong nhà thì gọi là Huyền Nghị thôi. Nhớ chưa, phu nhân? Bữa ăn dinh dưỡng này được làm riêng cho cô đấy. Để bổ sung đủ dinh dưỡng cho cô, cơ thể của cô cần được bồi bổ nhiều hơn. Cảm ơn bà, Ngữ Hiền con cần ăn nhiều hơn. Cơ thể gầy quá rồi, ăn nhiều vào để mập lên một chút nhé. Được. Cầm lấy. Không có mật khẩu đâu. Đang bình thường thế này, anh đưa tôi cái này làm gì? Tôi không cần. Đây là món quà Huyền Nghị tặng cho cháu. Cháu cứ cầm lấy đi, đừng có cảm thấy nặng nề gì cả. Đây là chút tấm lòng của phó gia dành cho cháu. Sau này, cháu thích gì thì cứ mua. Không cần đâu lão phu nhân, cháu ở đây tốt lắm rồi. Cũng không có gì cần phải mua cả. Bảo cầm thì cứ cầm đi. Lỡ có việc cần dùng tiền thì sao? Nghe lời đi, đây là chút tấm lòng của phó gia, cầm lấy. Vậy thì cháu xin nhận. Xem như cháu cầm giúp giữ vậy, vậy mới đúng chứ. Đừng có cảm thấy nặng nề gì cả. Ngữ Hiền, từ giờ trở đi, cháu phải từ từ thích nghi với cuộc sống ở phó gia. Tương lai ở phó gia, cuộc sống của cháu sẽ ngày càng tốt hơn. Nếu sau này có ai đó đối xử không tốt với cháu, thì đó là kẻ thù của phó gia chúng ta. À đời này, phó gia sẽ bảo vệ cháu bình an vô sự. Cảm ơn lão phu nhân. Nào ăn nhanh đi. Xong đi ngủ sớm đi, ngày mai tôi sẽ đưa em đến trường. Không cần đâu, tôi có thể tự đi xe buýt, em không có quyền chọn. Các cậu có nhận ra không, hôm nay Ngụy Ngữ Hiền rất khác. Có thể khác chỗ nào chứ, người toàn mùi nghèo túng, từ hai cây số có thể ngửi thấy. Các cậu nhìn kỹ lại xem, quần áo trên người cô ấy có phải rất khác không? Có vẻ hơi khác, cái bộ đồ cũ rích ngày trước, nhìn như chỉ có một bộ cả năm, vừa rộng vừa to, nhìn qua đã biết là đồ nhặt từ thùng rác. Bộ quần áo của cô ấy trông quen quá. Hình như là hàng mới của một thương hiệu lớn. Hàng giới hạn đúng không? Đúng thật. Tôi đã để ý bộ quần áo này lâu lắm rồi. Chỉ là không có tiền mua thôi. Này, Ngụy Ngữ Hiền gần đây giàu lên rồi nhỉ? Đinh Nana, ý cô là gì? Cô là kẻ nghèo khó mà lại dám bỏ tiền mua đồ giả. Có tiến bộ đấy biết mua đồ của thương hiệu lớn. Là thật hay giả, tôi không quan tâm chút nào. Xin mời các cậu đi khỏi đây. Đừng làm ảnh hưởng đến việc học của tôi. Đang xấu hổ tức giận sao? Tôi biết bí mật của cô ấy. Cô ấy được bao nuôi bởi một lão giả nào đó. Nếu không làm sao chỉ trong 2 ngày đã mua đồ mới. Chắc chắn là một lão giả nào đó mua cho cô ta. Đúng vậy, nếu mày còn vu khống nữa, tôi sẽ mách giáo viên đấy. Ôi trời, sợ quá cơ. Để tôi xem nào. Là cô mách giáo viên nhanh hơn, hay là cô nổi tiếng trên mạng vì khỏa thân nhanh? Làm gì đây, bây giờ mặc đẹp thế này, ăn cũng ngon như vậy, chẳng phải là vì được một lão giả nào bao nuôi sao? Chuyện này không liên quan đến cô. Đừng có chối, cô chính là được lão già bao nuôi, buông tôi ra. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không có dụ dỗ ai cả, còn ăn uống mặc đồ của ai? Không liên quan đến cô, giống như mấy đứa nghèo kiết xác như cô, cả đời này chỉ có thể làm kẻ thứ ba cho người ta mà thôi. Ngụy Ngữ Hiền, sao ngày nào cô cũng nôn vậy, đi học cũng đột nhiên bịt miệng chạy ra ngoài, ngày nào cũng nôn, ngày nào cũng nôn. Gì cũng nôn. Có phải mang thai con của lão già nào không? Tớ nghĩ 8 phần là vậy, chứ người bình thường sao ngày nào cũng nôn chứ, lão già đó thế nào? Có cần uống thuốc không? Có phải lão già đó bảo, sinh con cho ông ta rồi cho cô tiền, nên cô mới tình nguyện sinh con cho lão già đó? Thế lão già đó sinh con cho cô bao nhiêu tiền? Hả, cho cô bao nhiêu tiền vậy? Cô nói đi, nói đi. Cô nói đi, đủ rồi. Mấy cái miệng của các cô, nếu chỉ để nói những điều tệ hại, thì chi bằng đi chỗ khác mà sống đi. Cô ta mắng chúng ta kìa, một tiên nữ mà lại dám mắng chúng ta, đừng để tôi gặp lại cô. Huyền gia, có ai bắt nạt em à? Anh đang quan tâm tôi sao? Không có ai bắt nạt tôi đâu. Chỉ là dạo gần đây tâm trạng không tốt lắm. Lúc nào cũng muốn nôn. Gần đây có gì áp lực không? Dạo này lúc nào cũng ngủ không ngon, không thể tập trung nghe giảng, bỏ lỡ rất nhiều. Nghỉ học dưỡng thai. Không được, tôi không thể nghỉ học.
nghỉ học một lần là phải nghỉ một năm, thời gian kiếm tiền của tôi sẽ bị muộn một năm, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí. Nhưng với tình trạng sức khỏe hiện tại của em, không thích hợp để đi học. Tôi thành ra như thế này là do ai chứ? Không phải tất cả đều vì anh sao? Nếu không phải vì hai đứa trẻ trong bụng, tôi có cần phải trở thành thế này không? Phó Huyền Nghị, rốt cuộc anh có tình cảm không? Anh có coi tôi là con người không? Hay là anh chỉ coi tôi như một công cụ sinh nở? Xin lỗi. Tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của em thôi. Tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Nếu em muốn đi học, thì cứ tiếp tục đi học. Lên xe trước đã. Tôi đã đồng ý với em việc nghỉ học. Không cần miễn cưỡng, em muốn đi học thì cứ tiếp tục đi học, không tôi muốn nghỉ học. Sao em lại thay đổi ý định, phản ứng thai nghén ở trường rất nghiêm trọng. Học không vào thà nghỉ học còn hơn. Em đã suy nghĩ thông suốt thì tốt. Cảm ơn anh. A Huyền. Mẹ, lão phu nhân. Ngữ Hiền, đến đây qua đây ngồi. Huyền Nghị, nếu con có thể tỉnh ngộ sớm hơn, thì cháu trai cháu gái của mẹ đã có thể đi mua nước tương rồi. Mau buông tay ra, để Ngữ Hiền qua ngồi một chút. Mẹ có chuyện muốn nói với con bé. Ngữ Hiền, dạo này ăn uống thế nào? Sao mẹ thấy con hình như lại gầy đi thế này? Có phải không ăn được không? Con ăn không được. Ăn vào là muốn nôn. Không phải là không muốn ăn. Qua thời gian này rồi sẽ ổn thôi. Lúc mẹ mang thai Huyền Nghị, mẹ cũng bị như con. Đúng rồi. Mẹ đã tìm cho con hai bảo mẫu có kinh nghiệm rồi. Sau này sẽ chăm sóc tốt cho cuộc sống của con. Phu nhân chào phu nhân. Không cần đâu lão phu nhân. Con ở đây rất tốt rồi. Huyền Nghị chăm sóc con rất tốt. Không cần nhiều người như vậy giúp chăm sóc con nữa đâu. Con đâu phải là báu vật gì đâu. Nói bậy. Bên trong bụng con là huyết mạch phó gia đấy. Không phải báu vật thì là gì chứ? Ẩn gia phó này ngày thường chăm lo cả phó gia, nên khó mà chú ý đến con được. Các cô gái này là do ta đích thân chọn, sau này sẽ chăm sóc tốt cho con. Bụng của con sẽ ngày càng lớn hơn, sẽ rất vất vả đấy. Cảm ơn lão phu nhân, người trong nhà thì không cần cảm ơn, chỉ là con quá vất vả, đứa trẻ đáng thương, sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi, thời gian cũng không còn sớm. Các con đi nghỉ đi, Huyền Nghị, ngày tháng còn dài, không được làm bậy đâu nhé. Vào đi, ông Huyền. Chuyện gì thế? Bây giờ bụng của phu nhân đã 4 tháng rồi, có thể bắt đầu thoa dầu ngăn ngừa dạn da, để phòng tránh dạn da. Thoa ở chỗ nào? Bụng nách, đùi và mông. Nếu ông Huyền không muốn, chúng tôi có thể thay phu nhân thoa. Tôi là cha đứa bé, sao lại không muốn chứ? Thoa thế nào? Ông Huyền chúng tôi có thể dạy ông, rất đơn giản, rất nhanh là có thể học được. A Huyền, sao anh lại đến đây? Giúp cô thoa dầu chống dạn da. Là thoa lên bụng à? Ờ. Được rồi. Tôi giúp cô thoa, anh bị làm sao vậy? Ý của tôi là, tôi có thể tự thoa. Em biết chỗ này bôi lên chỗ nào không? Chẳng phải bôi lên bụng sao? Ngoài bụng ra. Còn các phần khác của cơ thể nữa. Vậy anh có thể nói cho tôi biết bôi vào chỗ nào không? Tôi tự bôi là được. Em biết cách bôi không? Không biết. Nằm xuống, cái này không bôi không được à? Có thể không bôi được không? Phải bôi, tốt cho sức khỏe của em. Lão phu nhân không phải đã thuê hai bảo mẫu cho tôi sao? Để họ bôi cho tôi là được. Nằm xuống. Đúng rồi. Chờ anh một chút.
Phó Huyền Nghị đã dùng khăn hồng của tôi. Tôi cảm thấy sao mà, Phó Huyền Nghị có chút khác biệt rồi nhỉ? Trước tiên bôi lên chân. Còn phải bôi ở đâu nữa? Nách và mông. Gì cơ? Nách và mông cũng phải bôi? Không được, cái này tuyệt đối không được. Chỉ hai chỗ này thôi, rất nhanh sẽ xong thôi. Không được, tôi không bôi nữa. Có dạn da khi mang thai thì có, tôi không quan tâm nữa. Vậy em tự làm đi. Nhớ cách làm vừa rồi không? Nhớ hết rồi. Bôi xong rồi, gọi bảo mẫu vào dọn dẹp. Có gì không hiểu, gọi anh bất cứ lúc nào. Nana, bây giờ trong trường học đều đồn, cậu bị Ngụy Ngữ Hiền vượt mặt rồi, nói rằng cô ấy mới là nữ thần số 1 của trường. Nghe nói Kim Chủ đứng sau cô ta, có tài sản hàng nghìn tỷ, không phải là được bao nuôi bởi lão già nào sao, làm gì có tư cách so sánh với tôi. Này, các cậu xem này. Chúng ta có phải nên làm gì đó không, đừng để bị Ngụy Ngữ Hiền vượt qua. Ngụy Ngữ Hiền, là cô ép tôi, nếu cô thích được lão già chơi đùa, thì tôi sẽ cho cô chơi đủ. Không biết lão già có thể thỏa mãn cô không? Cảm giác điện thoại của tôi đều bẩn rồi. Trời ạ, có vẻ như Ngụy Ngữ Hiền thực sự được bao nuôi. Vì tiền mà bán bản thân, thật kinh tởm. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chỉ vì tôi nghèo sao? Chỉ vì tôi không có tiền ăn, không mua nổi hàng xa xỉ, muốn bị đối xử như thế này sao? Ninh Nana, lương tâm cô không đau sao? Ninh Nana, tại sao cô lại làm thế? Ngụy Ngữ Hiền, cô chẳng phải là đôi giày rách bị đàn ông già chơi đùa sao? Tôi chỉ không thể chịu nổi loại người như cô, tôi muốn đạp cô xuống đất. Ninh Nana, tôi khuyên cô nên xóa bài viết đi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Tôi khuyên cô nên lo việc của mình trước đi. Theo tôi biết, cô chỉ là một kẻ hút máu mẹ và em trai mình. Tôi đã cho họ biết địa chỉ của cô rồi. Tiếp theo, vở kịch mới chỉ bắt đầu. Alo, Ngụy Ngữ Hiền, cô chết ở đâu rồi? Sao lâu thế mà không nghe điện thoại? Cánh cô cứng rồi muốn phản kháng phải không? Chuyện gì, Ngụy Ngữ Hiền, cô đúng là quá quất rồi. Mấy cái tin tức trên mạng tôi đều thấy hết rồi. Đừng tưởng rằng cặp với ông già nào đó là có thể lên trời được rồi. Ông già đó cho cô bao nhiêu tiền? Chuyển hết cho tôi đi, thiếu một đồng tôi sẽ khiến cô biết tay. Ăn không có tiền. Cô lừa ai chứ? Cô đừng tưởng ông già đó giấu cô đi là tôi không làm gì được. Con nói rồi, con không có tiền, con không có một đồng nào hết. Không có tiền, cô được ông già bao nuôi rồi. Sao có thể không có tiền? Ông già cho cô bao nhiêu tiền mỗi tháng? Chuyển hết cho tôi đi, không thì tôi sẽ đến tận nơi làm ầm lên. Mẹ đang ở đâu? Tôi ngay bên dưới nhà cô. Tôi cho cô 3 phút, chuyển tiền ngay lập tức. Nếu không thì tôi sẽ phát trực tiếp trước cửa nhà các người mỗi ngày. Vạch trần hết mấy chuyện xấu xa của hai người ra ngoài. Cứ tưởng cả đời này sẽ không dùng đến cái thẻ này. Thôi kệ đi. Không thể để mẹ mình ảnh hưởng đến A Huyền. Cùng lắm sau này kiếm tiền trả lại cho anh ấy là được. Xem thử chuyển bao nhiêu nào. 5.000 2 vạn. Chỉ có 2 vạn. Đồ vong ân bội nghĩa. Bố thí cho ăn xin đấy à? Con nhỏ hư đốn. Cô bố thí cho ăn xin đấy à? Mẹ rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền? Tôi muốn 1 triệu. Bao nhiêu cơ? 1 triệu, nghe rõ chưa? 1 triệu. Mẹ cũng dám nói ra. Phó gia giàu như vậy, có chút 1 triệu có đáng gì đâu. Mau chuyển cho tôi, nếu không, hai người sẽ mất danh tiếng. Con nhất thời không có nhiều tiền như vậy. Mẹ cho con thêm thời gian. Được, cho cô nửa ngày, trước 7 giờ tối, phải chuyển tiền qua, nếu không cô chết chắc. Chẳng lẽ thực sự phải hỏi anh ấy lấy tiền sao? A Huyền, anh đã chi hơn 30 triệu để mua một chiếc vòng cổ. Thật xa hoa, Ngữ Hiền chưa bao giờ chủ động hỏi tôi lấy gì, một chiếc vòng cổ thôi, đáng mà. A Huyền, này, đây không phải việc em nên làm, người giúp việc đâu, tôi đã bảo họ đi hết rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi muốn anh.
anh làm gì vậy? Vừa rồi chẳng phải em nói, em muốn anh sao? Tôi không có ý đó. Anh ta cười. Phó Huyền Nghị cũng biết cười ư? Khi cười trông thật đẹp trai. Vậy ý anh là gì? Tôi nói là mẹ tôi đòi tôi 1 triệu. Bà ấy nói nếu tôi không đưa thì tiếp tục, bà ấy sẽ nói chuyện của chúng ta, cho cả thành phố biết. Phó Huyền Nghị, anh có thể giúp tôi được không? Còn bạn cùng phòng của tôi, Đinh Na Na, hôm nay cô ấy đăng bài viết bôi nhọ tôi. Anh sẽ giúp em. Hiền Hiền, tất cả mọi chuyện. Anh sẽ giúp em, anh gọi tôi là gì? Hiền Hiền, anh thật sự là Phó Huyền Nghị sao? Hàng thật giá thật. Vậy sao anh không giống chút nào cả? Ngoài khuôn mặt ra thì chẳng giống chút nào. Vì em mà anh mới sẵn lòng thay đổi. Vì tôi? Tôi thì sao? Vì anh muốn em trở thành phu nhân của Phó gia. Phu nhân của Phó gia? Là vì đứa trẻ sao? Phó Huyền Nghị, anh không cần phải như vậy. Vị trí đó vẫn nên để dành cho người anh thích. Tôi sẽ không chiếm lấy vị trí đó. Vị trí phu nhân của Phó gia chỉ có thể là em mà thôi. Hiểu chưa? Nhưng tôi không xứng với anh. Em không có quyền nói. Chuyện này cứ giao cho anh. Có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em. Huyền gia, người đã tới. Ừ. Huyền gia, anh gọi chúng tôi đến có việc gì sai bảo? Chỉ cần là việc ngài sai bảo, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, chúng tôi cũng không từ nan. Huyền gia, chuyện này anh định xử lý thế nào? Còn những người này, nên có kết cục gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phu nhân chúng ta hình như chưa gặp bao giờ, khi nào dẫn đến, cho anh em mở mang tầm mắt. Để sau. Nói chuyện chính trước. Hiện tại đã phát hiện ra, Đinh Na Na và mẹ của phu nhân, vị trí cụ thể, chúng ta nên tiếp tục chờ đợi không, hay hành động ngay lập tức? Hành động ngay lập tức. Vậy còn những người này, có để cho bọn họ sống không? Không thể để họ sống tốt. Được rồi, hãy để tôi lo chuyện này. Nhất định sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng. Những người đã ức hiếp phu nhân sẽ không để họ sống tốt đâu. Những người này phải bắt được trong vòng 20 phút. Cũng nên vận động một chút, vừa đúng lúc có những kẻ không biết điều tự tìm đến. Huyền gia, tôi đi bắt người đây. Đại ca, người đã bị bắt rồi, tôi muốn xem ai dám bắt nạt phu nhân. Ai dám bắt nạt phu nhân? Các người đang làm gì vậy? Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi? Thả tôi ra ngay. Thưa ngài, chúng tôi chỉ là dân thường. Ngài bắt nhầm người rồi. Nếu còn nói linh tinh nữa, tôi sẽ cắt lưỡi của cậu đấy. Nghe nói ở trường, cô rất thích bắt nạt phu nhân của chúng tôi, phải không? Thế nào? Tôi rất thích những người nói thật. A Hổ, dẫn cô ta qua kia dạy cho biết thế nào là làm người. Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Thưa ngài, chúng tôi không bắt nạt Ngụy Ngữ Hiền, đều do Đinh Na Na làm cả, chúng tôi không làm gì cả, phải không? Thưa ngài, xin ngài hãy thả chúng tôi ra đi. Nhưng theo tôi được biết, hai người đã xúc phạm cô ấy. Có phần của hai người đấy. Này, tôi rất tò mò, hai người đã chửi như thế nào? Không có, chúng tôi không có chửi, là Đinh Na Na chửi đấy. Đến bây giờ vẫn không nói thật à? Những gì chúng tôi nói đều là sự thật. Đại gia, đại gia, đại gia. Bác chính là mẹ của phu nhân nhà tôi. Đúng không? Đúng vậy, tôi là mẹ của Ngụy Ngữ Hiền. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Tôi là mẹ của cô ấy, sao tôi có thể làm điều xấu với cô ấy được? Ngài nói đúng không, đại gia? Nói có lý. Nhưng tôi muốn hỏi bà một câu hỏi. Bà nghĩ trên người bà có gì? Chỉ giá 1 triệu. Hả? Đại gia, tha cho tôi đi.
Tôi đã xin cô ấy một ít tiền, nhưng tôi chưa nhận được. À đúng đúng, 2 vạn đó tôi sẽ trả lại cho cô ấy. Không thiếu một xu, đại gia, tôi sẽ nghe lời ngài. Xin ngài tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi đi, bà nói đúng. 1 triệu đó, bà thật sự chưa nhận được. Đúng vậy. Nhưng phu nhân của tôi không vui rồi, chuyện này sẽ lớn đấy. Mẹ! Mẹ! Mẹ, tay của tôi! Mẹ, mẹ! Mẹ! Nào! Nói chuyện với tôi, bình thường cậu bắt nạt, phu nhân nhà tôi, còn nữa. Phu nhân nhà tôi ở nhà cậu, sống như thế nào? Tôi thật sự rất thân với chị tôi, rất thân đấy. Cả đời này, tôi ghét nhất những kẻ không nói thật. Đại gia, tôi thật sự với chị tôi rất, rất thân. Đại gia, A Hổ, cho hắn làm thái giám nửa đời còn lại. Phải. Kéo qua và làm hắn tỉnh lại. Bây giờ biết bắt nạt phu nhân nhà tôi, sẽ có kết cục thế nào rồi chứ? Tôi nói cho các người biết, ông chủ nhà tôi là chết chúng ta rồi. Các người bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Các anh em, có, hãy cùng 3 cô gái này chơi đùa nào. Được rồi, dẫn đi. Đừng chạm vào tôi. Huyền gia, theo chỉ thị của anh, mọi việc đã xong, những người này, sau này không dám đối với phu nhân làm bất kỳ điều gì bất kính. A Huyền, xin lỗi nhé, tôi không biết anh có khách. Vậy tôi về trước đây. Không sao, xuống đây, để giới thiệu mọi người biết nhau. Qua đây. Phu nhân quả nhiên là như hoa sen từ trong nước bước ra. Thảo nào A Huyền lại mê mẩn như vậy. Tôi là Lục Thừa Tiêu, tay chân của A Huyền, xin chào. Phu nhân của A Huyền, vậy tôi đi trước. Tạm biệt. Hiền Hiền, em muốn trở nên dũng cảm không? Dĩ nhiên là muốn rồi. Từ trước đến giờ tôi đều rất nhút nhát, gặp chuyện gì có thể trốn thì trốn. Nhưng tôi không biết làm thế nào để thay đổi. Anh sẽ dẫn em đến một nơi. Mẹ tôi và Đinh Na Na bọn họ đang ở trong đó sao? Dám vào không? Đừng sợ, có anh ở đây. Chào Huyền gia, chào phu nhân. Chào. Buông ra. Buông tôi ra. Kéo người ra xa một chút, phu nhân hiện đang mang thai, không chịu nổi mùi máu tanh. Uống ngút nước, em không sao. Hay chúng ta về nhà trước, thật sự không sao, chỉ là ngửi thấy chút mùi máu, nên mới như vậy, không ngửi thấy thì không sao. Có thể chịu được. Đừng cố gắng. Nhiều người quá. Không sao. Đồ vô dụng. Im đi, đây là phu nhân của chúng ta. Mau gọi là phu nhân. Đây là phu nhân của chúng ta. Mau gọi là phu nhân, Ngữ Hiền, cầu xin cô, đừng để họ đánh nữa. Ngữ Hiền, cầu xin cô. Xin lỗi, mẹ trước đây đối xử với con tệ. Tiền của con mẹ trả cho con. Hãy tha cho mẹ. Ngữ Hiền. Hiền Hiền, nhìn cái này. Những thứ này, kết cục của Đinh Na Na. Tất cả tài sản, bất động sản, đều biến mất. Ai tàn phế thì tàn phế.
ai vào tù thì vào tù, diệt cỏ tận gốc. Sợ rồi à? Không sợ. Trước đây sợ, giờ thì không sợ nữa. Tại sao? Đối xử tốt với em như vậy. Cứ an tâm hưởng thụ. Thả họ đi. Theo ý em. Đưa đi, nhanh lên. Đi. A Huyền, em muốn nhờ anh một việc. Việc gì? Mẹ đã ức hiếp em nhiều năm. Em nghi ngờ. Anh có thể giúp em làm xét nghiệm không? Việc này anh đồng ý với em, nhưng mà... Có một điều kiện, được. Anh còn chưa nói điều kiện gì, mà em đã đồng ý rồi. Điều kiện gì? Anh muốn nắm tay em phải không? Được thôi, cho anh. Hiền Hiền, anh không chỉ muốn nắm tay đâu. Vậy còn muốn gì nữa? Không phải nắm tay sao? Em đã cho anh nắm tay rồi, Hiền Hiền. Bây giờ không giống như trước. Anh muốn... Về nhà rồi nói. Hiền Hiền, bây giờ có thể nói chưa? Anh nói đi, điều kiện gì? Chuyển sang phòng ngủ chính, ngủ cùng anh. Có thể. Đổi điều kiện khác được không? Không được, chỉ cái này. Hiền Hiền, thật sự chỉ là ngủ thôi. Em đang mang thai rồi, anh còn có thể làm gì chứ? Thật sự chỉ là ngủ thôi. Anh hứa. Thôi được. Anh làm gì vậy? Đi tới phòng ngủ chính. Đi ngay bây giờ. Huyền gia, kết quả xét nghiệm đã có. Đúng như anh nghĩ, không có vấn đề gì chứ. Tôi theo dõi toàn bộ quá trình, không có vấn đề gì cả. Tốt. Anh có thể nghỉ phép năm rồi. Cảm ơn Huyền gia. Hiền Hiền. Kết quả xét nghiệm đã có. Hy vọng kết quả như em muốn. Em không là người thân những người đó. Cuộc sống em những năm qua chính là nguồn gốc của đau khổ. Gia đình như thế này không cần cũng được. Hay là anh xem giúp em đi. Sao thế? Không phải muốn biết kết quả sao? Em và họ không có quan hệ huyết thống. Điều này có thật không? Thật như đinh đóng cột, tốt quá rồi. Nhưng mà, họ không phải ba mẹ ruột của em. Vậy ba mẹ ruột của em ở đâu? Đồ già khốn kiếp, đừng mơ tôi sẽ chăm sóc bà, tôi thành thái giám là do bà. Đại ca, lần này vì chuyện gì đến đây? Anh hỏi tôi cái gì cũng nói. Phu nhân không phải con ruột bà sao? Không phải thế, anh đang nói gì vậy? Ngữ Hiền, sao không phải con ruột tôi được? Nó chính là con tôi mà. Đừng lãng phí thời gian của tôi không có thời gian với bà. Tôi nói hết, nói sớm không phải tốt hơn sao? Nói. Là 19 năm trước. Con gái tôi vừa tròn 1 tháng. Bác sĩ, xin ngài, cứu con gái tôi đi, cứu nó đi. Không cứu sống được, cô khi mang thai ăn lung tung, đứa bé vừa sinh ra đã chết yểu. Cô nghĩ thêm cách khác đi, nghĩ cách khác đi, nếu không mẹ chồng sẽ đánh chết tôi. Cầu xin cô, tôi nói rồi, không có cách nào, đứa trẻ đã chết rồi, cô bảo tôi phải làm sao? Đây là tất cả số tiền tôi có. Cô cầm lấy. Nghĩ cách khác đi. Cô chờ đã. Bệnh viện nào, tên cha mẹ của phu nhân là gì? Bệnh viện trung tâm huyện. Cha mẹ tên là Ngụy Quốc An và Lâm Hạ. Đi điều tra. Thông tin về cha mẹ của phu nhân, được rồi. A Huyền, chậm lại, có phải có tin về cha mẹ em rồi không? Cha của em họ Ngụy. Tên là Ngụy Quốc An. Mẹ tên là Lâm Hạ. Ngụy Quốc An, Lâm Hạ.
A Huyền, anh nói không phải sự thật. Họ không chết đúng không? Hiền Hiền, những điều này đều là thật. Các người đã điều tra được gì? Phu nhân, ba mẹ cô sau khi kết hôn 5 năm mới có cô, nhưng ngày thứ 2 sau sinh, cô đã bị kẻ độc ác đó bắt cóc. Mẹ cô quá đau buồn mà qua đời. Năm sau ba cô bị tai nạn xe hơi, cũng bị cướp đi sinh mạng. Bà ta đã hại chết ba mẹ. Em vốn dĩ có thể lớn lên trong một môi trường không cần sống trong nhà đó, như một nô lệ. Họ đáng chết. Hiền Hiền, Nữ Hiền, Hiền Hiền, Nữ Hiền. Hiền Hiền, đứng đơ ra làm gì, mau đi gọi bác sĩ, nhanh lên, nhanh lên. Bác sĩ mau lên, cô ấy không thể gặp sự cố nào, bà chủ. Chị dâu có chuyện gì vậy? Quá đau buồn. Sao chị dâu lại quá đau buồn, có phải anh làm gì, có lỗi với chị ấy, im miệng, quá ồn ào. Huyền gia, Lâm Tổng, tình trạng của phu nhân và thai nhi không sao cả, gần đây tốt nhất là ít bị kích động. Để cô ấy ngủ thêm một chút, mọi người về trước đi, được. Không được. Không được như vậy, không. Hiền Hiền, em tỉnh rồi. Đừng sợ, có anh ở đây. A Huyền, đến đây. A Huyền, phải làm sao bây giờ? Em không còn người thân nào cả. Sao lại thế? Có anh đây, còn có Bảo Bảo. Ngữ Hiền, ta từ nay sẽ là mẹ của con. Con coi ta như mẹ của con, được không? A Huyền, lão phu nhân, con muốn đi thăm cha mẹ con. Hiền Hiền, em vừa bị kích động, đợi vài ngày nữa rồi đi. Đúng vậy, đợi chút nữa, ta và Huyền Nghị đi cùng con, được không? Cảm ơn. Hiền Hiền, sau này đừng nói cảm ơn nữa. Ba, mẹ, con là Ngữ Hiền, con gái ruột của hai người. Xin lỗi, con đến muộn rồi. Hai người cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy suốt đời. Thông gia, hai người cứ yên tâm, phó gia của chúng tôi sẽ không đối xử tệ với Ngữ Hiền. Cảm ơn hai người sinh ra đứa trẻ tốt như vậy. Mẹ ba, hai người cứ yên tâm, con không cô đơn chút nào nữa. Bởi vì con đã có hai em bé, đợi khi các bé chào đời, con đưa chúng thăm hai người, mỗi năm đều sẽ đến. Con hứa. Đứng lên đi. Đi thôi. Nếu em không bị bắt cóc, ba mẹ sẽ không phải bỏ mạng. Tất cả là do kẻ độc ác đó. A Huyền, em cảm thấy em cần quay lại cái nhà tù đó, mọi thứ tùy em. Em muốn làm gì, em nghĩ hình phạt trước đây, đối với họ, quá nhẹ. Một xu cũng không kiếm được, còn dám ăn không ngồi rồi, họ lại cãi nhau nữa rồi, gãy chân là có thể lười biếng à, giặt sạch quần áo đi, nhà mình không có máy giặt. Máy giặt cần tiền điện, bà có kiếm được đồng nào không, giặt bằng tay. Đều tại bà già khốn nạn, từ nhỏ đối xử tệ với chị, còn liên lụy đến tôi, sao bà không chết đi? Ngữ Hiền, Ngữ Hiền, Ngữ Hiền là tên bà có thể gọi sao? Gọi phu nhân. Phu nhân, mẹ biết sai rồi. Con tha cho mẹ đi, vì mẹ đã nuôi con nhiều năm, con tha cho mẹ đi. Tha cho các người. Chị, Ngụy gia bao năm qua đối với chị chưa đủ tốt sao? Mẹ nuôi chị ăn ở, còn cho chị đi học, chị xem chúng ta chưa đủ thảm sao? Ra đường bị người ta chỉ trỏ. Ngụy gia bao năm nay đối xử với tôi thế nào? Các người rõ ràng nhất. Đúng vậy, ăn đồ thừa của các ngươi, ngủ trên sàn nhà 19 năm. Còn về chuyện học hành, học phí và sinh hoạt của tôi,
người bỏ ra xu nào không? Chị, dù điều kiện vật chất cho chị không được tốt lắm, nhưng chị cũng lớn lên được. Chúng ta là một gia đình, chị lại dung túng người ngoài, đối xử với mẹ con em như thế. Sau khi bị hắn đánh, em không còn khả năng có con, tất cả là vì chị. Dám nói các ngươi là gia đình của tôi. Các ngươi hại chết cha mẹ tôi. Hại tôi phải nghỉ học, những gì Ngụy gia nợ tôi bao năm nay. Dùng gì để trả, Ngữ Hiền? Dù sao đi nữa mạng sống này cũng do Ngụy gia nuôi dưỡng, vì điều đó, hãy đừng tính toán nữa. Nếu cha mẹ tôi không chết, nếu tôi không bị tráo đổi, cần gì các người phải nuôi tôi? Cha mẹ tôi tự nhiên sẽ nuôi tôi thật tốt. Chị, lý là lý như vậy, nhưng không phải em tráo đổi chị. Em vô tội mà, nói thật, những năm qua nhà em không nuôi chị đã chết từ lâu rồi. Hay tôi cắt lưỡi thằng ngốc này luôn đi, dù gì cũng không nói được. Giữ lại làm gì? Đừng, không cần. Thù cha mẹ tôi sẽ tự mình trả. Phu nhân, cô cứ tự nhiên, đừng mà, không không. Có gì cứ nói chuyện đàng hoàng, nếu không ra tay được, tôi có thể làm thay. Không cần, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, tất cả là lỗi của tôi. Không phải, tất cả là lỗi của tiện nhân này. Chị muốn trả thù thì tìm bà ta, tôi không biết gì cả. Chị, không phải tôi bắt cóc chị, người đánh chị đều là bà ta mà. Đồ ngốc này, nếu không vì muốn người sống tốt, ta cũng không để Ngữ Hiền chịu nhiều oan ức như vậy, câm miệng. Hiền Hiền, anh không nỡ để em vì hai người này mà tự hủy hoại bản thân, đưa cho anh. Bà là người Ngụy gia đúng không? Ngụy gia bị tình nghi buôn người, ngược đãi người khác, chúng tôi hiện đang tiến hành bắt giữ các người. Đi theo chúng tôi. Tôi, Nguyễn Ngữ Hiền, từ nay về sau, không còn liên quan gì đến các người nữa. Lão phu nhân, đây là bánh cháu vừa làm. Mời bà nếm thử, ít phần nên bà cũng có thể ăn, được. Thế nào ạ? Rất thơm. Đây là lần đầu tiên cháu làm bánh à? Hay là có ai đó dạy cháu? Có bầu ở nhà chán quá, nên cháu đã nhờ dì phụ dạy làm bánh. Ngữ Hiền lòng, cháu giỏi thật. Làm ra được, bánh ngon như đầu bếp chuyên nghiệp. Dì phu nhân có điều gì chỉ dạy, bánh của Ngữ Hiền làm, đóng gói lại đi. Dạ. Đóng gói làm gì thế? Phu nhân, bà muốn ra ngoài à? Đi theo ta. Lần này chúng ta hợp tác với Mỹ, ít nhất là lợi nhuận gấp trăm lần. Mọi người nhất định phải. Alo, A Huyền, em đang ở cổng công ty của anh, được, chờ anh. Giải tán cuộc họp. Ông Huyền. Ông Huyền lại giải tán cuộc họp trước thời gian. Anh đi cùng ông phó nhiều nhất, anh không biết à, làm sao tôi biết được chứ, rốt cuộc là chuyện gì, không biết à. Uống ngút nước đi. Thực ra không phải em muốn đến. À, phu nhân bảo em đến, nếu anh không thích thì, lần sau em sẽ không đến nữa, anh không phải không thích. Em đến anh rất vui. Vậy tại sao sắc mặt anh kém vậy? Có sao? Em có muốn biết tại sao anh không vui không? Anh tức giận vì em. Không biết quý trọng bản thân. Không có. Là phu nhân bảo em đến, bà ấy bảo em mang bánh đến. Trông không giống đầu bếp làm. Em làm đấy à? Là em làm đấy. Lại đây. Cùng ăn nào. Mẹ, Ngữ Hiền mang thai tháng lớn rồi. Sau này đừng đi lung tung nữa. Biết rồi, đâu phải chỉ có mỗi con biết đau vì con bé. A Huyền, tự nhiên em đau bụng. Em đau bụng quá, mau đưa đi bệnh viện. Chỉ hy vọng mẹ con họ bình an. Ông trời phù hộ. Chỉ hy vọng mẹ con họ bình an. Cầu mong ông trời chăm sóc phó gia chúng ta. Phó gia khó khăn lắm mới có thêm người nối dõi, không thể có chuyện gì không hay được. Chị dâu sinh chưa? Phu nhân sao rồi, vừa mới vào. Bác sĩ thế nào rồi? Rồi để tôi vào, ông phó. Ông vẫn không nên vào thì hơn. Tránh ra. Chúc mừng mẹ con đều bình an là sinh đôi long phượng. Ngoan ngoãn nào. Ngữ Hiền, nhanh, mau đưa Ngữ Hiền về phòng bệnh. Hãy để con bé nghỉ ngơi. Phu
phu nhân, cuối cùng nhà phó gia cũng có hậu rồi. Chúc mừng, tốt. Tiểu Lâm à, chuyện này nói ra ta còn phải cảm ơn cậu. Nếu không phải đêm đó cậu bảo Huyền Nghị, chúng ta cũng không thể quen biết Ngữ Hiền, đứa trẻ tốt như vậy. Phu nhân, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn chính bản thân mình. Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà bà giao cho tôi lúc đầu. Cậu thật là... A Huyền, con đâu rồi, là trai hay gái, là song sinh long phụng? Hiền Hiền, chúng ta có con rồi, xem này dễ thương lắm. Dễ thương thật đấy, sau này chắc chắn sẽ đáng yêu hơn. Một đứa giống em, một đứa giống anh. Anh đã đặt tên cho con chưa? Em quyết định đi. Con trai sẽ tên là Thời Gian, con gái tên là Chiết Tuyết. Được không? Được, nghe hay đấy. A Huyền, em muốn nói với anh một chuyện. Em nói đi, tạm thời em chưa muốn rời xa con. Có thể chờ thêm chút không? Em yên tâm, cả đời này, anh sẽ không để con rời xa em. Hiền Hiền, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ chuẩn bị điều quan trọng cho con chúng ta. Lễ đầy tháng của Huyền gia nhất định sẽ đến. Lễ đầy tháng, lễ đầy tháng, lễ đầy tháng. Từ khi nào Huyền gia có con vậy? Còn chưa tới 100 ngày nữa, sao mình không biết chút tin tức nào hết vậy? Mình phải xem thử người phụ nữ sinh con cho Huyền gia rốt cuộc là thân phận gì. Phu nhân, cô thật xinh đẹp. Xong chưa? Xong rồi. Nghe nói Ngụy Ngữ Hiền là mẫu bằng tử quý, không phải nói Huyền gia tuyệt tự sao? Sao một lúc lại có hai đứa? Chúc mừng Huyền gia, đây là phu nhân sao? Thật xinh đẹp, cô thật là xứng đôi với Huyền gia. Hai đứa nhỏ thật đáng yêu. Chúc mừng Huyền gia đắc quý tử. Chúc mừng, cảm ơn mọi người đã đến tiệc trăm ngày của phó gia chúng tôi. Giới thiệu một chút, bên cạnh tôi đây là vị hôn thê của tôi, Ngụy Ngữ Hiền, cũng là mẹ của con tôi, Phó Thời Gian và Phó Chiết Tuyết. Lý do chọn hôm nay để công khai chuyện này là vì hai đứa con rất khó khăn mới có được, nên càng cần phải bảo vệ chúng. Cơ thể của Ngữ Hiền vẫn chưa hồi phục tốt, tôi sẽ đưa cô ấy nghỉ ngơi trước, mọi người cứ vui vẻ. Thế nào, ngon không? Ở đây có thấy buồn không? Không đâu, em không quen với những dịp như thế này. Không sao, đi làm việc đi, anh không cần lo cho em. Nếu cần gì, cứ tìm anh nhé. A Huyền, cô Tần, đây có phải là vị hôn thê của anh không? Giới thiệu cho tôi xem nào. Ngụy Ngữ Hiền, anh vẫn như xưa, ngay cả nói chuyện cũng không thích nói thêm. Tôi có thể gọi cô là A Hiền không? Tất nhiên là được, cô Tần, gọi gì mà cô Tần, nghe xa lạ quá. Tôi và A Huyền cùng lớn lên từ nhỏ, cô cứ gọi tôi là chị là được rồi. Được, chị Tần. Cô và A Huyền quen nhau thế nào vậy? Chuyện này, cô Tần, công ty cô dạo này sao rồi? Đều ổn cả. Dạo này có mấy hợp đồng trong tay, muốn nhờ anh xem giúp. Để sau đi. Đến đây. Em tự làm được. Cô Tần đúng là một phụ nữ thành đạt, khí chất thật mạnh mẽ. Em thích cô ấy. Không, không có, em chỉ nghĩ rằng khí chất của cô ấy rất mạnh mẽ. Em cũng muốn trở thành người như cô ấy. Cô ấy không tốt như em nghĩ đâu. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, đừng lúc nào cũng cao ngạo như thế, không coi ai ra gì. Không phải cô gái nào cũng là loại người thủ đoạn mà anh nghĩ đâu. Anh nên bỏ cái tính đó đi. Trong mắt anh chỉ có hai loại người, em và những người khác. A Huyền, nấu canh cho anh rồi. A Huyền đi họp rồi. Cô Tần sao lại đến đây? Không phải tôi bảo cô gọi tôi là chị sao? Gọi cô Tần nghe xa lạ quá. Gọi cô Tần vẫn tốt hơn. Cô Tần vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi đến tìm A Xoan để bàn chuyện làm ăn. Cô Tần hãy đứng lên trước đi. A Huyền không thích người khác ngồi trên ghế của anh ấy. Không sao, anh ấy sẽ không để ý đâu. Ồ đúng rồi, lần trước tôi hỏi cô một câu, cô vẫn chưa trả lời tôi. Cô và A Huyền quen nhau thế nào? Những người bên cạnh anh ấy tôi đều biết, nhưng anh vẫn là vào đêm đó mới quen. Cô nói A Huyền cũng thật là, có con rồi mà cũng không nói với tôi,
hại tôi không chuẩn bị quà tốt được. Cô, vì đứa trẻ mới ở lại bên cạnh anh ấy phải không? Sao, không trả lời được à? Tôi không muốn để người khác biết chuyện giữa tôi và A Huyền, là không muốn để người khác biết, hay là không dám để người khác biết? Cô Ngụy à, cô và A Huyền là tình một đêm phải không? Cô cũng thật may mắn, có thai mới được ở lại Phó gia, tôi nói đúng không? Đúng vậy, là như vậy đấy. Đôi khi may mắn cũng là một loại năng lực. Tôi cũng không nghĩ lần đó lại có thai. Cô nói xem đúng không, cô Tần? Tiểu thư Ngụy đúng là miệng lưỡi sắc bén, không bằng tiểu thư Tần, không chỉ biết nói, còn rất không tự giác. Với quan hệ của tôi và A Huyền, ngồi lên ghế của anh ấy thì sao? Hay là tiểu thư Ngụy hay ghen, không chịu được một hạt cát trong mắt? Tôi chỉ nhắc nhở tiểu thư Tần mà thôi, làm gì có chuyện ghen tuông. Tiểu thư Tần, không nên đặt điều cho người khác. Ngữ Hiền, vừa rồi chỉ đùa với cô thôi, đừng để ý. Trợ lý Trương vào đây. Tiểu thư Ngụy muốn làm gì? Tần tổng, phu nhân, A Huyền khi nào về? Phó tổng đã họp xong rồi, chắc sắp về rồi. Tốt, cô đi làm việc trước đi. Tần tổng, ngài cứ làm việc. Phu nhân tạm biệt. Có vẻ ai cũng biết giữa tôi và cô, ai quan trọng hơn. Phó tổng, tôi thật không ngờ trợ lý Trương lại dẫn người vào văn phòng của ngài. Mời cô Tần vào phòng họp. Được, tôi. Cô Tần, mời theo tôi. Cô ấy có bắt nạt em không? Cô ấy nói mấy lời không hay. Không sao, em đã đáp trả lại rồi. Đây mới đúng là hình ảnh của phu nhân tương lai Phó gia. Vậy nên hôm nay em đến đây chỉ để đưa cơm trưa cho anh sao? Thực ra em muốn bàn với anh một chuyện. Em đã nghỉ học một năm rồi, em muốn quay lại đi học. Được, ngày mai anh sẽ sắp xếp. Nhưng theo quy định cũ, mỗi ngày em đều phải về nhà. Giờ anh đi học đây, ngoan ngoãn chờ anh về nhé. A Huyền, đến giờ ăn rồi, em đã đặt chỗ ở Quý Hồng Hiên, cùng ăn một bữa nhé. Không rảnh, A Huyền, chúng ta đã lâu lắm rồi không ăn cùng nhau, nể mặt em đi. Buông ra. Thật không biết Ngữ Hiền đó, có gì tốt đẹp mà khiến anh ấy mê mẩn như vậy. Chẳng phải chỉ sinh cho A Huyền hai đứa con sao, có gì đáng tự hào đâu, vừa mới dám đối đầu với tôi. Ngụy Ngữ Hiền, cô cứ đợi đấy. Chuyện của cô Tần, tôi đã sắp xếp người đưa đi rồi. Ai cho cô ta vào văn phòng, là trợ lý mới, vậy thì cô ta có thể đi rồi. Sau này nếu không có sự cho phép của tôi, ai cũng không được vào, trừ phu nhân ra. Vâng, đổi cái ghế đó đi. Vâng. Ninh Na Na, nếu cô muốn Ninh gia khôi phục lại vị thế, thì hãy giúp tôi một việc. A Huyền, anh muốn nhiều người đi theo như vậy, thì làm sao em đến trường được? Phải theo sát, bây giờ em là đối tượng bảo vệ trọng điểm. Thưa phu nhân, yên tâm, chúng tôi chỉ đi sau lưng cô, tuyệt đối sẽ không làm phiền cô học. Ngoan, nghe lời. Lục Thừa Tiêu, tiết này là tiết cầu lông, anh không cần phải theo tôi. Không được thưa phu nhân, chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho cô. Tôi có thể làm bạn tập cầu lông của cô. Được thôi. Tôi nhất định sẽ không để cô sống yên ổn. Lần này có Tần gia chống lưng, tôi nhất định sẽ đè bẹp cô. Loại người này chỉ trông có vẻ trong sáng, thực ra trong xương tủy không ra gì. Chắc là anh Huyền bị vẻ bên ngoài của cô ta lừa rồi. Nhìn đã thấy không phải người tốt, đúng là con hồ ly, tìm cơ hội dạy cho cô ta một bài học. Nana, tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ càng nhé, dù sao Ngữ Hiền cũng là vợ sắp cưới của ngài Huyền. Cậu đừng có hành động nông nổi. Tiểu thư Tần, thích ngài Huyền bao nhiêu năm, cũng không được đáp lại. Cỡ gì cô ta vừa xuất hiện đã chiếm mất, chắc tại vì có thể sinh con thôi, chứ không phải thích cô ta. Chị định làm gì, dạy cô ta bài học thế nào? Tấn công người thân cận của cô ta là cách an toàn nhất. Được, cho em 3 ngày, em sẽ giải quyết bảo vệ của cô ta, giao cho em đấy, đừng làm chị thất vọng, xong việc cho em 10 vạn. Được, chị. Phu nhân, xin bà nương tay một chút được không? À, hãy để tôi thắng một lần đi. Được rồi, tôi sẽ nhường cậu. Chú ý nhé, cậu tới rồi.
Được, Lục Gia, anh chơi hay lắm. Là cô à? Lục Gia, chuyện đã qua em biết, em đã sai, làm quen lại nhé, tôi là Trần Vi. Biết sai mà sửa là tốt. Này anh, kết bạn WeChat nhé. Được. Vậy chờ tin của anh nhé. Anh trai tạm biệt. Được đấy, ngày đầu tiên học cùng tôi, anh đã có một fan hâm mộ rồi. Nhưng tôi nhắc nhở anh, phải cẩn thận nhé. Được. Phu nhân. Hình như lão đại đang yêu. Với ai vậy? Là Trần Vi ở sân cầu lông, thật sao? Trói tôi lại đi, sao cơ, trói lại mới có thể đuổi Lục Thừa Tiêu. Anh ta bị tôi mê hoặc rồi, anh ta nhất định sẽ mắc câu. Hành động. Lục Thừa Tiêu, anh sao vậy? Phu nhân, Trần Vi bị bắt cóc rồi. Anh có thể xử lý không? Tôi tự mình có thể xử lý. Hai người bảo vệ phu nhân, được. Tôi không sao, A Hổ anh đi cùng Lục Thừa Tiêu, tan học tôi để A Huyền đến đón. Cảm ơn phu nhân, vậy cô đừng đi lung tung. Đi. Chia ra tìm, vâng. Không tìm thấy. Bị lừa rồi, Trần Vi hoàn toàn không ở đây. Nhanh lên, lập tức về trường. Huyền gia. Phu nhân đâu? Không biết phu nhân có ở trường không? Vậy cậu ở đâu? Là như vậy, bạn gái tôi bị bắt cóc, nhưng tôi bị lừa rồi. Liên lạc ngay với người bên cạnh phu nhân, nếu phu nhân có chuyện gì, tất cả các người phải chết. Vâng. Lập tức về trường, phu nhân gặp chuyện rồi. Đánh thức cô ta dậy. Trần Vi, các người muốn làm gì? Đương nhiên là cho cô một bài học. Chuyện lần trước vẫn chưa đủ sao? Chú ý thái độ của cô. Lần này có Tần gia hậu thuẫn. Tần gia, Tần Quân Lăng. Mục đích là gì? Nghĩ kỹ xem đã làm gì với Tần tiểu thư. Đừng tưởng Phó Huyền Nghị cho danh phận thì cô là phó phu nhân gia. Tôi nói cho cô biết, vị trí phó phu nhân gia chính là của Tần tiểu thư. Còn cô, sinh hai đứa con, còn thật sự tưởng mình quan trọng. Cô đánh giá cao bản thân quá rồi. Hắn có thích cô hay không còn chưa rõ. Tôi khuyên các người mau thả tôi ra. Nếu Phó Huyền Nghị biết ai bắt cóc thì không chỉ mình anh ta. Tần gia cũng không yên đâu. Nghĩ gì vậy, giờ cô đang nằm trong tay tôi. Đồ tiện nhân. Thời gian còn dài. Nói xem phải tiếp đãi cô ta thế nào để làm Tần gia vui lòng nhỉ. Thật đáng ghét. Tần tổng, Nana sáng nay đến gặp Ngữ Hiền rồi. Đến thì sao chứ, dạy dỗ cô ta một bài học. Vừa nhận được tin tức, nghe nói phu nhân của Huyền gia bị bắt cóc, tôi cử người đi theo dõi, cuối cùng phát hiện Nana tự ý bắt cóc Ngụy Ngữ Hiền, nếu bị Huyền gia biết, e rằng sẽ ảnh hưởng đến hợp tác. Tần tiểu thư có gì dặn dò? Ngữ Hiền có phải đang ở chỗ cô không? Làm sao cô biết tôi đang giúp cô bắt nạt cô ta đây? Cô đã làm gì cô ta? Tôi mới tát cô ta vài cái thôi, đây chỉ là mới bắt đầu. Đừng chạm vào tôi không nói chuyện với cô nữa. Đinh Nana, cô lập tức đưa cô ta về phó gia. Tại sao chứ, cô không biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới bắt được người. Cô ta làm cô chịu bao nhiêu ấm ức, lần này tôi nhất định. Cô đã thách thức giới hạn Phó Huyền Nghị. Cô tự ý hành động, nếu Tần gia mà bị liên lụy, tôi sẽ giết cô. Chuẩn bị xe đến nhà máy bỏ hoang. Nhanh lên. Alo, A Huyền. Ngụy Ngữ Hiền đang ở chỗ Đinh Nana. Là cô chỉ huy sao? Em không cố ý, em không biết Đinh Nana sẽ như vậy. Em sẽ lập tức qua đó, đưa Ngụy tiểu thư về. Xin lỗi anh. Tôi biết rồi. Cậu lái nhanh lên, đã làm nhanh nhất có thể rồi.
Huyền gia đã tìm thấy phu nhân rồi. Ở Tần gia, tôi sẽ để Lục Thừa Tiêu qua đó, không cần đâu. Bảo cậu ta đến tìm tôi. Được. Tránh ra. Cô thật mạnh mẽ, nhưng đâu có ích gì. Tần gia sẽ không tha cho cô đâu. Tần tiểu thư sắp đến rồi, tôi mệt rồi. Hai người tiếp tục đi. Các người định làm gì? Tần tiểu thư, định xử lý cô ta thế nào? Cút, nhớ lời tôi nói đấy. Nếu Tần gia bị liên lụy vì cô, tôi sẽ lấy mạng cô. Nguyệt tiểu thư, chắc chắn có hiểu lầm. Tôi sẽ đưa cô đi thay quần áo trước. Phó tổng vẫn đang đợi cô. Cô đang làm gì vậy? Sao cô lại sợ cô ta? Cho dù Phó Huyền Nghị biết chúng ta làm, thì đã sao? Gia đình cô. Tôi bảo cô điều tra Ngụy tiểu thư, cô tự ý hành động, việc kinh doanh đều phụ thuộc vào Phó gia. Nếu làm vật lòng Phó gia, Tần gia sẽ tiêu tùng. Chúng ta đi thay đồ trước. Này, Tần tiểu thư, có thể cho tôi mượn điện thoại không? Cảm ơn. A Huyền, Hiền Hiền. Bây giờ em không sao rồi. Lát nữa em sẽ về nhà, anh sẽ đợi em ở nhà. Hiền Hiền. Dì Phù, mau lấy hộp thuốc đến đây. Dám động vào Phó phu nhân gia, Tần gia đừng hòng sống ở kinh thành nữa. Xin hỏi Tần tiểu thư, ai là kẻ chủ mưu bắt cóc phu nhân? Là Nana, Đinh Nana. Trước đây Đinh gia bắt nạt phu nhân, đã phá sản rồi, nếu không có lệnh của cô. Cô ta làm sao dám? Không phải vậy đâu, tôi chỉ không muốn họ ở bên nhau. Rõ ràng tôi đã thích A Huyền từ lâu rồi. Tần tiểu thư thật to gan, A Huyền không phải để cô gọi như thế. Có lẽ cần phải chấm dứt hợp tác với Tần gia rồi. Không phải vậy đâu, tôi và Ngụy tiểu thư có chút hiểu lầm, mới phạm phải sai lầm này. Tôi muốn hỏi một chút, cô đã dùng hình phạt gì với phu nhân, có bao nhiêu người tham gia? Là tôi làm, không liên quan đến Tần gia. Tôi chỉ là không ưa cô ta. Cô ta sao so được với Tần tiểu thư? Ninh Nana chỉ nói vậy thôi. Những lời vừa rồi cô nói, Gia Gia rất không thích. Tôi hỏi cô lần cuối. Cô đã dùng hình phạt gì với phu nhân, chỉ là tát vài cái, tạt vài xô nước lạnh, không còn gì nữa. Gia Gia, Ninh Nana thì sao, lấy mạng cô ta. Tần tiểu thư cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Gia Gia, Ninh Nana đã nhận sai rồi, chuyện này không liên quan gì đến tôi, Tần gia vẫn sẽ hợp tác với Phó gia được không? Tần tiểu thư, cô nghĩ rằng sau chuyện này, tôi sẽ vẫn đưa tiền cho Tần gia sao? Phó phu nhân rộng lượng, bà sẽ không nhìn A Huyền đẩy Tần gia vào chỗ chết vì chuyện này, đúng không? Muốn bảo vệ Tần gia, được. Hãy dùng 80% cổ phần của Tần thị để đổi lấy sự sống còn của Tần gia. 80% cổ phần. Tổng số cổ phần Tần gia có trong Tần thị cũng chỉ là 80%. A Huyền, 80% sẽ hủy hoại toàn bộ cơ nghiệp Tần gia. Sau này sẽ trở thành kẻ ăn xin, A Huyền, không thiếu một xu. Được. 80% cổ phần. Đổi lấy sự sống còn của Tần gia. Về phần Đinh Nana. Tùy Huyền gia xử lý, xin tha mạng Huyền gia. Cẩn thận. Đừng. Tay nào. Hiền Hiền đừng nhìn. Bẩn mắt, loại người không biết hối cải này. Nên chặt ra cho chó ăn. Nhớ lấy. Phó gia không thể đụng vào. Bé yêu, đừng khóc. Chết chết. Con của chúng ta, ngửi thấy mùi của em là không khóc nữa. Chiết chiết. Mẹ đây. Đây là cha. Ngữ Hiền. Anh sẽ không bao giờ để em chịu bất kỳ oan ức nào nữa. Sáng sớm nói chuyện này làm gì? Anh còn muốn nói. Anh yêu em. Cả đời này, anh chỉ yêu mình em.
Được rồi, em biết rồi. Vậy em có yêu anh không? Em không nói đâu. Anh thả em ra, em còn phải đi học nữa. Không nói. Anh sẽ không thả. Yêu yêu được chưa? Được, thay đồ đi, anh có bất ngờ cho em, gì vậy? Cục dân chính. Anh nghiêm túc chứ? Hiền Hiền không muốn sao? Đương nhiên là muốn rồi. Nhưng giữa chúng ta có khoảng cách rất lớn. Em không xứng với anh. Nhưng anh biết em. Rất yêu anh. Anh cũng đã nói với em, cả đời này, anh chỉ yêu một mình em. Hôm nay anh đưa em đến đây, không phải vì bốc đồng, mà là vì anh muốn cho em một ngôi nhà yên bình. Em biết anh là người có trách nhiệm. Nếu là kết hôn, thì em vẫn chưa nghĩ kỹ. Hiện tại là 8:03, có 5 phút để suy nghĩ, đủ không? 5 phút, có thể là không đủ, em nghĩ giữa chúng ta vẫn còn khoảng cách rất lớn, 5 phút không đủ, thì 10 phút. Anh cũng biết đấy, gia đình anh điều kiện tốt như vậy, còn em thì không có gì cả. Em không xứng với anh. Vậy em nói xem ai mới xứng với anh. Em cũng không biết, nhưng ít nhất phải là người tài giỏi như anh. Gia cảnh cũng tương đương. Thôi nào, không nói linh tinh. Vào đi. Hai người đến đăng ký kết hôn sau, hai người là cặp đầu tiên hôm nay đó. Cô ấy còn phải suy nghĩ đã, người đẹp còn suy nghĩ gì nữa, chồng đẹp trai như vậy, chắc chắn là phải nắm bắt cơ hội chứ. Hiền Hiền, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Hiền Hiền, em không muốn đăng ký kết hôn với anh sao? Chẳng lẽ trước đây em nói, yêu anh, đều là giả sao? Không phải, đều là thật. Hiền Hiền, em không muốn thời thời và chết chết, có gia đình hạnh phúc trọn vẹn sao? Tất nhiên là muốn. Chúng ta có hai đứa dễ thương như vậy. Hôn nhân của hai người, dựa vào nỗ lực của một người là không đủ. Cần cả hai cùng cố gắng. A Huyền, chúng ta kết hôn đi. Được. Chúc mừng hai người. Nhận giấy kết hôn về rồi sao? Mau cho mẹ xem nào. Tốt quá. Mẹ chờ mãi ngày ngày mong ngóng. Cuối cùng cũng đến ngày này. Con trai con giỏi quá. Thời thời chiết chiết. Đây là giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ. Hai giấy đăng ký kết hôn này, mẹ tịch thu rồi. Các con yên tâm, mẹ sẽ để nó vào hộp nhỏ của mẹ. Dì Phù. Lại đây lại đây. Cái này, cầm lấy, lão phu nhân, cái này quá quý giá, cháu không thể nhận. Đây là vòng tay truyền đời của phó gia, là bà nội của A Huyền truyền lại cho mẹ. Giờ mẹ muốn truyền lại cho con. Nhận đi. Sau này, đừng gọi mẹ là lão phu nhân nữa, giờ đều là người một nhà rồi, phải đổi cách xưng hô rồi. Hiền Hiền gọi đi. Mẹ, con gái ngoan của mẹ. Còn anh thì sao? Chồng yêu. Đúng rồi đấy. Giờ đây, chứng nhận cũng đã có. Nên chọn ngày tổ chức đám cưới thôi. Ngữ Hiền, con thấy ngày nào tổ chức đám cưới thì tốt. Con nghe theo A Huyền. Càng sớm càng tốt. 7 ngày sau, thế nào? 7 ngày sau sao? Là ngày tốt đấy, cũng là tiệc thôi nôi của hai đứa nhỏ, song hỷ lâm môn. Thế nào? Được, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Anh Phó Huyền nghị, trong những ngày sắp tới, dù nghèo khó hay giàu sang, anh có nguyện ý cùng người yêu trước mắt kết làm vợ chồng hợp pháp không? Tôi đồng ý. Được. Cô Ngụy Ngữ Hiền, trong những ngày sắp tới, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cô có nguyện ý cùng người yêu trước mắt kết làm vợ chồng hợp pháp không? Tôi đồng ý. Mời hai tân nhân trao nhẫn cho nhau.
tân lang tân nương đưa vào động phòng.